Hello, Thích Lô TV, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay giấc trưa ra ngắm mấy em đó. Giấc trưa cái nó ăn cái đó, nó nằm nó ngóng vậy thôi. Cho màu lai đó, cái mặt nó tích nó hơi đó, tích nó má nó hơi đỏ đỏ một tí à, ngay cái mí mắt á, đó. Ở dưới á. Bốn con mà nó đánh nhau tiêu hết anh em uổng ghê luôn. Lúc mà mình thả chung bốn con á, cái nó bắt cặp cái đầu nó sinh sản bạn, nó đánh bạn, mình không hay mình bắt con chuyện nó về đánh, là tới mình phát hiện ra bắt ra là bữa sáng nó cứng đơ luôn, uổng ghê. Cặp bố mẹ nó đẻ sai ghê hồn luôn, cũng bị chuột nó làm tiêu luôn cặp bố mẹ nó. Chim trà than của mình á, hổm gài là nó theo mà tính bữa nay nó là được 6 7 ngày bạn. 7 ngày rồi ha. Là nó đẻ đó, mình tính mình trừ hao cho một ngày nó ấy, mình bỏ đây cũng 4 5 ngày rồi, nó đẻ xong là nó ấp luôn bạn. Mình thấy con mái nó vô ổ rồi, nó ít cũng ít xuống ăn ha, mình bỏ mồi tươi cái là nó chỉ con trống nó nằm nó giữ ổ à. Nó cũng lâu lâu nó bay ra nó như nó tắm rửa đâu bạn ha, nó đảo trứng rồi. Thì nó cùng mình cứ thì trong cái thời gian đẻ nè, như mấy ngày này thì mấy bạn cứ mình bỏ dế ha, nó trong khi nó ấp rồi mình bỏ dế nè, sâu rồi cho nó nhiều ha, sâu thì mình bỏ nhiều vô cho nó ăn dư nha, đừng có để nhiều khi mấy bạn ỷ ra nói nó đẻ xong rồi nó không cần, nó chỉ ấp không mà ăn chi nhiều ha, không có đâu nha mấy bạn, mà ngắt là coi chừng nó có thể có con nào nó mê thì nó ấp luôn, còn không ấy là nó sẽ bỏ trứng các bạn, nó sẽ nó ăn trứng đó. Các bạn nên lưu ý, cho nên mình phải cứ cung cấp mồi tươi, nó cũng không ăn nhiều đâu bạn, mình bỏ dế với sâu mà là nó ăn cũng ít à, tại vì lúc đầu mình thúc nó đã mập rồi, cứ ăn con hai con vậy đó tới chiều ha, mình cứ ấy chứ để mấy bạn nhiều khi mấy ông bạn không biết đó, chắc nó đẻ rồi nó không có ăn, nó chỉ ấp không mà nó ăn đâu có ăn mồi tươi nhiều, mình cho nó ăn thiếu là nó có thể có con nào mà nó trứng là nó ăn trứng luôn á, nó mổ nó bỏ nó nói mồi tươi còn không đủ nó ăn mà lấy đâu mà nó để nó ấp mà nở con nó ra ha, nó nuôi ha, cho nên mấy bạn mình lưu ý mình cứ cho nó ăn mồi tươi đi. Chẳng hạn như hồi lúc mà như mới tha rác thì mấy bạn mình cho ăn sâu, dế, cầu cào, gián, nói chung là ruồi ấu trùng, ruồi đính đen rồi đó, mấy loại đó ha, mình cho nó ăn dư mấy ngày chẳng hạn 3 4 ngày nhận chủ yếu biết chưa, là cho nó đẻ nó nhiều được nhiều trứng ha, hoặc là trước đó chứ không phải là đợi tới gấp gáp các bạn, tại vì mình phải cung cấp là mình trước khi mà nó chuẩn bị nó đẻ, trước khi chuẩn bị nó đẻ là mình trước đó mình phải cho nó ăn nhiều dư đặng cho nó trứng nó được cái buồng trứng nó được ấy ha, đó. Chứ không phải là đợi tới 2 3 ngày thì nói chung là chủ yếu giúp cho nó đủ chất đủ canxi rồi để nó tạo vỏ trứng cho nó cứng ha, chứ còn muốn nó đẻ sai là phải cho nó ăn ngay từ lúc đã trưa bắt đầu mình thúc các bạn đó, mình phải cho nó ăn đa dạng từ cái lúc đó ha, cho nên mấy bạn mình lưu ý thì trong cái thời gian chim ấp thì mấy bạn cứ thúc mồi tươi bình thường đó. Thì sâu dế thôi nhiêu đó, rồi nước nôi mình tắm cho nó tắm ha, mình cứ chăm cho nó đầy nó tắm rửa rồi mình che chắn đầu lại ha, nếu mấy bạn mà mình có nuôi chim á 2 3 cặp đó, thì mình nên mình làm lòng mình kiểu nói tiếp đi, cứ nguyên một dải vậy nè là cái mình ấy ha, chứ mình đừng có để nói chuyện nó đối diện nhau thì nó nhìn thấy nhau là chỉ nghe tối ngày nó hót nó đấu không, mà nó không có sinh sản các bạn, cho nên mình che lại ha đó, nếu các bạn là đất rộng mình thiết kế cái nguyên một dải vậy đó, mình ngăn 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 ra luôn, mình che kín cái mặt cho lượng tiếp xúc, chỉ cho cái mặt nó quay ra là ấy thôi, hướng ánh nắng rồi thôi ha. Còn giữa các lồng thì mình ngăn lại không cho con nào thấy cặp nào hết đó, chứ để nó nhiều khi nó thời gian cái nó sanh trứng mà nó sanh trứng chẳng hạn nó chịu trống mấy anh đây bằng mấy anh đây nó chê chẳng hạn nó già xấu nên nó không chịu nữa rồi nó sẽ đánh nhau ha, cho là cho nó nghe thôi, nghe tiếng
nghe tiếng chẳng hạn như nó kích nó thôi, làm cho con chim nó sung căng lửa thôi. Thì mấy bạn nào mà có theo dõi kênh mình á, có đam mê về chim sinh sản nuôi về chim trời thang sinh sản á, mấy bạn mà có nhu cầu chẳng hạn như muốn cần ghép sinh sản hay là kích thước lồng hay là cách ghép làm sao sao cho ăn sao trong sao, thì mấy bạn cứ mới đầu chuẩn bị cái gì vậy gì, rồi sau đó bắt đầu vô nuôi sao sao, rồi chia cách thả vô sao sao, thì mấy bạn cứ để lại bình luận đi, hỏi từng ấy thì mình sẽ làm video, mình chia sẻ lại cho mấy bạn ha. Đó. Chứ nói chung là nhiều khi mấy bạn cũng có số bạn xin số điện thoại mình á, nhiều khi cho nhiều quá, nói chung nhiều người đó. Cho nhiều khi mình bận công chuyện hay gì đó mình không có bắt máy hoặc là cái gì đó, thì mấy bạn nói chung là phiền mấy bạn ấy nữa ha. Cho nên mấy bạn cứ cần gì cứ để lại bình luận đi, rồi mình biết mình sẽ chia sẻ cho bạn kỹ hơn ha. Đó. Thì nói chung là mình nuôi chừng nào mà nếu mà có mình có chia lại mấy bạn đó, thì mình có ghi số điện thoại đồ ha. Cứ hiện tại bây giờ là mình chưa có chim, chỉ nói chung là nó ấp thôi, nhiều khi sơ xuất hoặc có chuột hoặc là tối các bạn rắn đó nó vô nó phá cũng không ấy, chừng nào mà con chim mình cầm lên tay mình nuôi rồi mình mới chắc được. Nhưng mà chứ bây giờ nó ấp chỉ ấy 50-50 thôi đó, còn nó tới lúc nở nó chăm khoảng được 7-8 ngày đó mình tách ra mình nuôi đó. Rồi nhiều khi trong thời gian nuôi nó có con nó ăn không tiêu rồi nó cũng ấy nữa bạn. Nói chung nuôi cái dòng này là phải kiên nhẫn mới được ha, chứ không phải mình hấp tấp vội vàng được, con trống giờ nó xuống các bạn. Đó. Thì cho nên mấy bạn mình lưu ý ha, mình khi mình nuôi một con gì đó mình phải kiên nhẫn mới được, chứ không phải hấp tấp vội vàng 1-2 ngày nữa nó thành công đâu bạn. Nhiều khi mà lúc trước mình nuôi mấy năm trời luôn, mình hỏi nhiều người ta cũng ít đó bạn, người ta chỉ quay người ta ấy thôi. Cho nên mình nuôi nhiều lần mình mới rút ra được kinh nghiệm mà ấy, mình chia sẻ lại cho bạn ha. Nói chung mấy bạn nào cần là mình cứ hỏi bình luận đi, hồi đó giờ mình nói chung là mấy bạn hỏi là mình cứ làm video mình chia sẻ đó bạn. Rồi nhiều khi mấy bạn á, mình nếu mà nuôi số lượng nhiều mình lưu ý ha, mình nên mình để bóng đèn đó, mình hay đốt bóng đèn mà tối gỡ cái con này con kia chứ là nó thấy nó sợ đó. Nó quản mình có cái bóng đèn là nó thấy nó cũng đu lên ha, nhiều khi chó mèo rồi không có đèn cái tối là nó bay nó tấp vô trong cái này là mèo nó bắt cũng được, có đèn nó sợ dễ lắm. Nói chung bóng đèn mình bắt nguyên đêm cũng không có nhiều tiền mà mình chơi mà đó, phi phi chẳng hạn như mình chưa ngủ á, thì chừng nào mình ngủ á cái mình sẽ tắt, nói chung là vậy ha. Rồi mình xin chào và hẹn lại các bạn vào các video tiếp theo ha. Nếu có cái gì mà thắc mắc về cách nuôi chim sinh sản đó, chim chè thang, chim chào màu, chim cô gái, mấy bạn cứ hỏi đi đó, để lại mình lần đi mình làm video mình trả lời ngay cho bạn ha. Rồi mình xin chào và hẹn lại các bạn vào các video tiếp theo, bye bye.